chiều dần tan, nhìn gió vượt mây thoáng cơn đau nhói lòng. Màn đêm hoang vu men cay dịu đắng, bước vào đường yêu lạc vườn tình gian. Thôi đèn tàn vào chốn tình đâu để em vui với người. Đời cho em say con mê tình ai, nắng một đời hoa nhụy kia phai úa tàn. Pháo cưới đưa em về bên anh, khổ đau theo tháng ngày. Quá muộn màng rồi, hạnh phúc em trao, người không yêu là chồng. Ngày em vô quy sẽ tan chiều đưa tình đời, người chẳng lưu luyến gì. Anh em vừa được nghe qua thử một cái chất âm của đôi loa JBL TD16 bát 20 màn giấy gân mút, một con chung, một con chép đôm. Mình đang phối ghép cùng với nó là một con âm ly Lukman L48X Plus. Cả một cặp đôi này của nó là rất đẹp anh em nhá. Giá con âm ly là 7,5 triệu và đôi loa là 6,8 triệu. Tem mác ô e căng và logo còn đầy đủ. Thùng vỏ gỗ màu vàng, mặt của nó là mặt lỉ. Con âm ly này là 180W, đánh 4 con sò than SK anh em nhé, và 4 con kích. Chơi bát 30 quay đầu. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình nhá. Xin chào tạm biệt anh em.